Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra giải Taekwondo học sinh năm 2017. Đây là giải đấu thường niên nhằm đánh giá phong trào tập luyện Taekwondo trong học đường, từ đó tìm ra những gương mặt tiêu biểu đóng góp cho đội tuyển Taekwondo thành phố tham dự ở các giải đấu lớn trong nước. Giải năm nay quy tụ hơn 900 vận động viên đến từ 23 quận huyện và 2 trường năng khiếu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài. Tại giải, các vận động viên tranh tài hai nội dung: đối kháng cá nhân nam, nữ, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp và quyền cá nhân nam nữ, quyền đồng đội nam nữ và quyền đôi nam nữ, với tổng cộng 101 bộ huy chương ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. So với những giải trước thì năm nay trình độ các vận động viên đã bắt đầu được nâng lên, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa các đoàn cũng đã không còn diễn ra. Cụ thể, sau 2 tuần tranh tài quyết liệt, giải đã khép lại với kết quả sát sao rất hấp dẫn. Ở nội dung quyền, Taekwondo quận 4 đã lên ngôi với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Đoàn xếp thứ 2 là quận 7 có ngang 5 huy chương vàng so với quận 4, nhưng để thua 2 huy chương còn lại khi chỉ có 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về trường năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định khi giành 5 huy chương vàng và 4 huy chương đồng. Ở nội dung đối kháng, quận 12 tiếp tục khẳng định tên tuổi của mình khi giành ngôi vị số 1 với 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xếp thứ 2 là trường năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định với 7 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về quận 11 với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Giải Taekwondo học sinh thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động diễn ra thường niên nhằm đánh giá phong trào Taekwondo trong học đường, tạo điều kiện cho các em có cơ hội cọ sát, nâng cao kỹ thuật, từ đó giúp ban tổ chức tìm ra những gương mặt xuất sắc bổ sung vào Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi đấu ở các giải đấu lớn trong nước.